Kính chào quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ. Gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ con em với cộng đồng người Việt ở Mỹ là một trong những nhu cầu thiết yếu. Những nơi mà cộng đồng sinh sống tập trung đông thì còn đỡ, nhưng mà những nơi mà cộng đồng co cụm thành những nhóm nhỏ thì rất khó để có một môi trường giáo dục chuyên biệt dạy về tiếng Việt. Vậy nên đã có những lớp học tự phát trong cộng đồng để cố gắng giúp thế hệ mai sau gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Một lớp học vỡ lòng ngay trung tâm thành phố Brockville thuộc bang Maryland. Học sinh chủ yếu là con em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc quanh thủ đô Washington DC của nước Mỹ. Khi các con sang đây thì phần lớn các con đều giao lưu rồi học tập ở trường thì đều là tiếng Anh. Thế nên là cái cơ hội để gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt thì vẫn còn thiếu. Thế nên bọn mình thành lập một cái lớp ở cái quy mô rất là nhỏ gọn như này. Đã ít điều kiện tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ. Xung quanh vùng này, bói cũng không ra trường Mỹ nào dạy tiếng Việt, cộng đồng nhỏ quá, nên tiếng Việt không phải là ngôn ngữ ưu tiên trong hệ thống trường công. Tiếng mẹ đẻ với các cháu, vì thế cứ mai một dần. Có được mỗi buổi học như thế này hàng tháng cũng đã là cố gắng lắm để giúp các cháu quen với tiếng Việt. Hiện tại là bọn mình đang dạy bằng cái chương trình sách giáo khoa lớp 1. Trong những cái buổi học như này thường là 2 tiếng thì bọn mình sẽ dành cho các con học rồi thì giao lưu với nhau. Rồi thì đôi khi các con đọc truyện tiếng Việt hoặc là học một bài hát. Tóm lại là cố gắng là để cho các con thấy là tiếng Việt của mình rất là hay và cố gắng duy trì tiếng Việt. Với các cháu lớn hơn đôi chút thì vấn đề lại khác. Mỗi đứa mỗi tuổi, mỗi trình độ khác nhau. Chia nhỏ ra thì không đủ người để dạy, mà gộp chung lại thì lổn nhổn trình độ, chẳng có sách vở nào phù hợp. Rất khó để mà tìm ra một cái giáo trình chung cho các cháu, bởi vì là với sự chênh lệch của các cháu như thế thì đành phải là cố gắng tạo ra một cái diễn đàn chung để các cháu nghe và hiểu được tiếng Việt trước ạ. Còn cô chị Linh cũng là một thành viên trong lớp học. Sang Mỹ lúc còn chưa biết nói, 13 năm theo bố mẹ, nay đã lên lớp 7, nhưng cố gắng lắm tiếng Việt của cháu mới ở trình độ lớp 3. Với vốn tiếng Việt còn non nớt, đây là những dòng hồi ký mà cháu tự viết cho ông của mình. Như khi ông 18 tuổi thì ông đi bộ đội và đóng quân ở một trạm trên núi. Ở trên núi thì mùa xuân thì có hoa ban nở, một cảnh rất đẹp. Giảng dạy cho chính con em của mình trong một lớp học như thế này, ngay cả các cô giáo cũng không chắc thành quả cuối cùng sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất họ vẫn cố gắng để giữ lấy gốc cho con em của mình. Mong muốn nhất là các cháu về nhà vẫn hiểu được bố mẹ nói tiếng Việt. Thì cố gắng là tỷ lệ làm sao mà duy trì được khoảng độ 60-40 thì là tốt nhất. Đấy, là 60 tiếng nước ngoài và 40 tiếng mẹ đẻ giữ được. Đấy, thế nhưng mà cũng là khó. Với người dân phương Tây, trong đó có người dân ở Mỹ, thì cây thông Noel là thứ không thể thiếu trong nhà mỗi mùa Giáng sinh năm mới. Giống như người Việt Nam, cũng không thể thiếu cây mai, thiếu cành đào trong dịp Tết đến xuân về vậy. Vì thế hôm nay, xin mời quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ tới thăm một trong những trang trại thông Noel ở bang Maryland, lắng nghe câu chuyện của những người dân ở đây để hiểu thêm về ý nghĩa của mùa Giáng sinh năm mới, cũng như tìm hiểu về những cây thông Noel đặc biệt được dựng lên giữa thủ đô của nước Mỹ trong mùa Giáng sinh. Tất cả nằm ở chỗ, thông được coi là loài cây xanh tốt quanh năm và suốt đời, kể cả trong mùa đông giá lạnh này. Thắp những ngọn nến lên trên cây thông nữa là sẽ làm ấm đêm đông lạnh. Ý nghĩa của thông Noel là thế. Tôi chọn cây thông này vì dáng hình nón đều của nó. Đặt vào góc nhà, từ phía nào nhìn cũng sẽ rất cân đối. Sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu bạn tự chọn một chiếc cưa, rồi chọn một cây trong vườn, tự tay cắt nó, mang về nhà, trang hoàng và giữ nó trong nhà trong một thời gian dài. Có những thứ bạn tự chọn vì bạn yêu điều đó và làm nó với niềm vui. Chúng tôi có nhiều năm tìm hiểu xem đâu là những loại thông Noel phổ biến và trồng những loại phổ biến đó. Trang trại cung cấp nhiều loại thơm khác nhau, cây nhỏ thì 3-4 năm tuổi, cây lớn có thể lên đến 15 năm hoặc hơn thế nữa. Ví như loại thông cành và có lá gai mềm một chút
thì loại đó sẽ phù hợp với trẻ em. Chúng tôi muốn mọi người tới đây còn được tận hưởng không khí Giáng sinh, nên chúng tôi giữ và cải tạo nhà kho hơn 100 tuổi của trang trại để mọi người có thể tìm thêm các đồ Giáng sinh hay ngồi tận hưởng không khí bên bếp lửa. Có cả ông già Noel chơi với bọn trẻ. Tôi cố gắng truyền tải tinh thần Giáng sinh cho bọn trẻ qua giọng nói của mình. Tôi nói với bọn trẻ phải nghe lời bố mẹ, tận hưởng niềm vui mùa Giáng sinh, sống hạnh phúc. Tôi nói về việc chăm sóc lẫn nhau, cư xử tốt với nhau. Đó cũng là tinh thần của một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Tinh thần Giáng sinh vui vẻ cũng theo một cây thông Noel đặc biệt về tới Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ. Đã thành lệ, vào dịp Giáng sinh, Tổng thống Mỹ và phu nhân sẽ tham gia vào lễ hội thường niên thắp sáng cây thông Noel quốc gia, được dựng lên ở bên phía cửa Tây của Nhà Trắng. Cây thông Noel năm 2023 cao hơn 5,6 mét, được đưa về từ bang North Carolina. Và năm 2023 cũng là năm nước Mỹ kỷ niệm 100 năm lễ hội thắp sáng cây thông Noel quốc gia. Chúc mừng Giáng sinh nước Mỹ. Cầu Chúa phù hộ tất cả mọi người. Merry Christmas! Bên trong Nhà Trắng, một cây thông cao khoảng 5 mét rưỡi cũng đã được dựng lên. Gần một tháng trước ngày lễ Giáng sinh, đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ thường đã hoàn thiện việc trang hoàng và công bố diện mạo Nhà Trắng trong mùa Giáng sinh. Chủ đề trang trí năm nay có tên gọi là Phép thuật, Kỳ quan và Niềm vui, được lấy cảm hứng từ cách trẻ em trải nghiệm mùa lễ Giáng sinh. Các căn phòng đều được thiết kế để truyền tải được niềm hân hoan và trí tưởng tượng thuần khiết, không che đậy của trẻ nhỏ. Mùa Giáng sinh năm nay, các bạn sẽ thấy những đôi mắt lấp lánh đầy ngạc nhiên của lũ trẻ. Để trang hoàng toàn bộ Nhà Trắng trong dịp lễ Giáng sinh 2023, các nhân viên đã sử dụng gần 100 cây thông các loại, hơn 140.000 ngọn đèn, hơn 22.000 chiếc chuông. Số ri băng được sử dụng dài tới hơn 4,5 cây số. Dự kiến, Nhà Trắng đón tiếp khoảng 100.000 khách tham quan vào dịp lễ Giáng sinh năm 2023 và năm mới 2024. Xin chào quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ. Thưa quý vị, cuối tháng 11 đầu tháng 12 là thời điểm rất nhiều nơi trên khắp nước Mỹ chính thức trang hoàng và thắp sáng cây thông Noel tại các điểm công cộng. Đây là tín hiệu về một mùa lễ hội bắt đầu. Còn tại New York, nhắc tới nghi thức này, không thể không nói tới cây thông Noel tại trung tâm thương mại Rockefeller ở giữa thành phố. Nó đặc biệt bởi truyền thống này đã có từ hơn 90 năm qua và càng ngày càng có tầm ảnh hưởng. Hãy cùng chúng tôi tham dự nghi thức đó của năm nay. Nếu nói về tuổi, thì nghi thức thắp sáng cây thông ở phố Wall có trước với hơn 100 năm. Nhưng nó thường được làm đơn giản giữa các giao dịch viên và người dân khu vực. Còn cây thông ở Rockefeller là truyền thống của cả thành phố hơn 90 năm qua. Tôi nghĩ đây là truyền thống rất đẹp của thành phố này và tôi rất vinh dự có mặt ở đây. Tôi thích truyền thống, vì thế việc họ vẫn giữ được truyền thống này là điều vô cùng quan trọng. Dù chuyện gì xảy ra, hãy giữ truyền thống. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1931, ngay trước cuộc đại khủng hoảng. Khi xây dựng trung tâm thương mại lớn Rockefeller, các công nhân đã quyên góp tiền để mua một cây thông, mang không khí Giáng sinh tới công trường. Từ cây cao 6 mét thời đó, tới hơn 25 mét như ngày nay. Và để góp vào truyền thống, cây thông thường do một gia đình New York hoặc bang lân cận hiến tặng. Chúng tôi đều muốn ngắm cây thông này. Cây năm nay đến từ ngoại ô New York, nơi tôi đang sống. Vì thế, tôi thấy rất vui và gần gũi. Người ta thường phải mất tới gần 20 ngày từ lúc mang thông về tới khi trang trí xong. Và cuối cùng, giây phút chờ đợi nhất cũng đến. Thắp sáng cây thông. 3, 2, 1, sáng lên nào! Để thắp sáng được cây thông khổng lồ này thì người ta phải dùng tới hơn 50.000
bóng đèn LED với các màu sắc khác nhau. Và như chúng ta thấy ở trên đỉnh của cây thông được gọi là Vương Niệm, thực tế là một ngôi sao và được làm từ chất liệu pha lê đặc biệt và nó có cân nặng là hơn 400 kg. Và để tri ân những đối tác thương mại và người dân tới xem, mỗi năm cùng với lễ thắp sáng bao giờ cũng là một chương trình ca nhạc với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Và nó cũng giúp gắn kết người dân sau một năm có thể còn có nhiều lo lắng mệt mỏi. Rất đông người đến đây. Điều đó cho thấy mọi người đã trở lại với thói quen bình thường. Cùng nhau thưởng thức âm nhạc, ánh sáng, nước Mỹ đã trở lại bình thường. Mọi người có thể thở phào với COVID, đỡ lo với nguy cơ khủng bố hay bạo lực đâu đó. Và như vậy là nghi thức thắp sáng cây thông Noel tại trung tâm thương mại Rockefeller đã hoàn thành. Và cây thông này sẽ được thắp sáng từ nay cho đến hết ngày 13 tháng 1 năm sau, từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Và đây cũng là tín hiệu cho thấy mùa lễ hội đã chính thức bắt đầu tại thành phố New York.